Hoa xuyến chi, thần dược núp bóng loại hoa dại ven đường. Hoa xuyến chi có tên khoa học là Biden pilosa, một loại thực vật có hoa thuộc chi Biden, họ cúc Asteraceae. Tại Việt Nam, từ nhiều năm nay rất nhiều người thường nhầm lẫn hoa xuyến chi với hoa cứt lợn. Hoa xuyến chi mọc ở những nơi có không gian thoáng, cây cao chừng 0,3 đến 0,4 mét, cành rậm, thường mọc theo từng nhóm. Hoa xuyến chi thuộc loại cây mọc nhanh, ưa sáng và ưa ẩm, thường mọc thành quần thể dày đặc trên đất sau nương rẫy, bãi hoang và ven đường. Trong đông y thì hoa xuyến chi còn được các danh y gọi là hoa đơn kim, hoa xuyến chi hay còn có một số tên khác như cúc áo, cương hoa thảo, tiểu quỷ châm, thích châm thảo, quỷ châm thảo v.v. Cây xuyến chi có vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu tụ. Loại hoa này còn được dùng trong một số bài thuốc để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm ruột thừa, viêm gan truyền nhiễm, viêm dạ dày, tiêu hóa kém, đau nhức xương khớp, sốt rét. Không chỉ là một loại cây dại mọc vô thường, vô phạt bên vệ đường, cây xuyến chi còn có thể trở thành bài thuốc chữa trị nhiều bệnh. Sau đây là một số loại bệnh có thể sử dụng cây xuyến chi để chữa trị. Chữa rắn cắn, mề đay, nổi mẩn, bị thương, lở trĩ. Lá cây xuyến chi 10g, rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ đau hoặc vết thương. Chữa viêm họng, viêm thanh quản. Cây xuyến chi lấy cả hoa và lá, kim ngân hoa, sái đất, lá hống chanh, cam thảo đất, mỗi thứ từ 10 đến 15g, sắc với 700ml nước, lấy 300ml, chia 2 lần uống trong ngày, sắc uống ngày 1 thang. Chữa viêm gan virus, cây xuyến chi cả hoa và lá 20g, diệp hạ châu, nghĩa là cây chó đẻ răng cưa, 2g, cam thảo đất 15g, bồ bồ 15g, hạt dành dành 12g, sắc uống ngày 1 thang. Chấn thương phần mềm, tụ máu đau nhức, cây xuyến chi cả lá và hoa, lá cây đại, hai loại thảo dược lấy cùng một lượng bằng nhau, giã nát, băng đắp vào chỗ đau, thực hiện ngày 1 đến 3 lần, khi máu tụ tan, hết đau nhức thì ngừng đắp thuốc. Chữa đau răng, sâu răng, cây xuyến chi cả hoa và lá, giã nát với một ít muối trắng, viên thành viên nhỏ, nhét vào chỗ đau răng hoặc sâu răng. Trẻ sốt cao, cây xuyến chi, hoa và lá 20g, xài đất 20g, giã nát, vắt lấy nước, cho trẻ uống ngày 2-3 lần, còn bã thuốc, đắp vào lòng bàn tay và bàn chân cho trẻ. Ngoài ra, cây xuyến chi cũng thường dùng để nấu nước tắm, 100-200g nấu với 4-5 lít nước, rồi lấy bã sát kỹ để trị mẩn ngứa. Thường chỉ dùng 1-2 lần thấy kết quả. Lá tươi giã nát dùng đắp lên mi mắt khi bị đau mắt. Vào mùa hè, dùng cây lá nấu thay chè uống phòng bệnh đường ruột. Và sau đây là một số lưu ý. Cây hoa xuyến chi rất lành tính, hầu như không gây tác dụng phụ và khi trị bệnh. Chú ý thu hái cây hoa xuyến chi ở vùng núi cao, trong lành để phát huy tác dụng trị bệnh hiệu quả, tránh sử dụng những cây mọc ở vị trí bị ô nhiễm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Nhà Nông Tây Bắc.